Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VIETV Network. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 25 tháng 7, 2018. Và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Top News của đài VIETV Network với Phạm Cơ và Quang Trường. Thưa quý vị, mở đầu trong bản tin ngày hôm nay liên quan đến việc tòa án của Hoa Kỳ đang sắp sửa công bố ra những cái vật chứng cũng như là những cái hàng hóa mà họ đã tịch thu được sau khi mà kiểm soát nhà ông Michael Cohen, là một vị luật sư riêng của Tổng thống Trump trước đây. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan đến vụ này. Thưa quý vị, trước đây thì đúng là ông Cohen là luật sư của Tổng thống Trump, luật sư riêng. Nhưng mà sau đó thì hai bên đã thôi, không cộng tác nữa. Coi như bây giờ ông Cohen đang bị đưa ra tòa về nhiều cái tội khác nhau. Sau khi cảnh sát FBI đã bổ ráp căn nhà ở của ông, bổ ráp khách sạn nơi ông cư ngụ, bổ ráp văn phòng làm việc của ông, và tịch thu rất là nhiều tài liệu. Trong những tài liệu đó có nhiều thứ liên quan đến cái bí mật của thân chủ đối với luật sư. Thì bản tin cho biết rằng, thưa quý vị, ông Cohen đã bí mật thu tất cả những cái buổi nói chuyện giữa luật sư và khách hàng của ông trong cái khi mà ông làm việc. Và Tổng thống Trump là một kêu là khách hàng của ông thì cũng không thoát khỏi cái lệ đó. Do đó thì việc ông bàn luận với ông Trump đã được thu vào rất là nhiều cuộc băng. Đó là lời tiết lộ của vị luật sư của cô Douglas McDouglas, nói rằng là còn nhiều cuộc băng nữa ngoài một cuộc băng mà họ đang biết hiện nay. Thì tòa án đã cử ra một cái vị thẩm phán để lo về vấn đề lọc tất cả các cái tài liệu mà đã tịch thu được trong cái cuộc bổ ráp nói trên. Và họ cho thấy rằng là ít nhất trong đó có 595 tài liệu trong số 1.262 tài liệu thì được coi là thuộc loại bí mật giữa thân chủ và luật sư. Tuy nhiên, phía luật sư riêng của ông Trump hiện nay là ông Giuliani, thì ông này tuyên bố rằng ông không cần giữ những cái bí mật đó, bởi vì giữa ông Trump với là luật sư Michael Cohen cũng không có cái gì bí mật cả. Tuy nhiên, khi được hỏi về cái vấn đề là có một cuộc băng tố cáo rằng ông Trump đã có biết cái vụ cô McDougal. McDougal là một cái người nhân vật nổi tiếng trong tờ báo Playboy, một cái người mẫu, và đã từng tố cáo rằng ông Trump có tình ý với ông ta với cô ta trong một khoảng thời gian dài 1 năm. Và sau đó thì thưa quý vị, một tờ báo đã mua cái bản quyền câu chuyện tình ái đó với giá 130.000 đô la. Để cho họ độc quyền phỏng vấn. Tuy nhiên, đây là một cái âm mưu của vị luật sư. Và sau khi tờ báo này mua xong thì họ không đăng cái câu chuyện này nữa, để cho câu chuyện đó chìm vào trong dĩ vãng. Và giờ đây thì cô này đâm kiện, cô bảo rằng là bởi vì cái việc đó làm cho cô không được nói, thành ra cái chuyện đó là sai. Thì trong cái đơn kiện đó thì thưa quý vị, cái bản kêu là giao ước giữa cô này với là tờ báo National Inquiry đó thì họ đã trả cho cô 130.000 đô la. Trong cái cuộc băng và phỏng vấn giữa ông Michael Cohen với là ông Trump thì hai bên có bàn luận về việc là làm thế nào để dẹp cái câu chuyện đó bằng cách nhờ tờ báo National Inquiry mua cái bản quyền và với giá 130.000 đô la. Tuy nhiên, câu chuyện tiết lộ thêm là ông Trump có hỏi rằng là tiền đó là tiền mặt hay gì, thì ông Cohen trả lời rằng không phải thiền dùng tiền mặt được, và câu chuyện thu băng chấm dứt ngang đó và không có gì hơn nữa. Thì phía luật sư Giuliani nói rằng là trong cái cuộc băng đó ngang đó là hết, nhưng mà ngang đó không nói đến chuyện trả tiền, cho nên rõ ràng là ông Trump đã không trả cái số tiền này bằng cái số tiền mà cái người ta vẫn tố cáo là xảy ra. Cái số tiền đó là do trong ủy ban tranh cử đưa ra, cho nên điều đó là hoàn toàn sai, và đó là bằng cớ cho thấy rằng là ông Trump là được có bàn luận về cái việc mà trả tiền cho tờ báo nói trên, nhưng mà cái chuyện đó là hoàn toàn không có gì sai trái trong cái vấn đề này. Tuy nhiên thì ông nói vậy thì những bộ cũng không phải vậy, bởi vì trước đó thưa quý vị, ông Trump đã nói rằng ông không hề biết đến cái chuyện này, nhưng mà dẫu sao đi nữa thì chuyện này cũng đã lộ ra ngoài rồi. Và đây là một trong những cái câu chuyện cho thấy rằng rất là phức tạp hiện nay, và hiện
hiện giờ thì người ta đang chờ để mà ông Michael Cohen ra tòa. Tuy nhiên thì luật sư của Michael Cohen nói rằng là ông sẵn sàng hợp tác với tòa án để có thể sẽ có được một cái vài ân huệ nào đó, như là vấn đề miễn truy tố chẳng hạn trong tương lai, thì mọi người đều đang chờ về vụ này. Vâng, và thưa quý vị cũng biết là hiện bây giờ thì Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đang điều tra về cái nghi vấn là ông Trump đã dùng tiền để đổi lấy những cái thông tin cũng như là bịt miệng những cái người mà đã từng tuyên bố là từng có một cái mối quan hệ với ông. Và nếu đây là sự thật thì ông Trump sẽ bị rắc rối và bị phạm vào cái luật tài chính bầu cử của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin liên quan đến tình hình Brexit của nước Anh. Tin cho biết là ngân hàng của nước Anh cho biết là họ sẽ không có sợ cái vấn đề sẽ mất công ăn việc làm của nhân viên làm việc trong cái ngành tài chính do ảnh hưởng của cái vấn đề Brexit. Anh Phạm Cơ sẽ đi sâu hơn chi tiết của bản tin này. Thưa quý vị, ngân hàng trung ương của nước Anh, ông tổng giám đốc ngân hàng vừa đưa ra một nhận xét nói rằng cho tới cái ngày Brexit, tức là ngày 29 tháng 3 năm 2019, thì người ta dự trù rằng là sẽ mất một ít nhất là trên 5.000 công việc của nước Anh chuyên về ngành tài chính, họ phải chuyển sang bên phía Liên Âu. Tuy nhiên ngân hàng này nói rằng là họ không có sợ việc này, bởi vì họ trước kia người ta bảo rằng là phải có tới 5.000, nhưng mà giờ đây theo những cái dự đoán của họ thì con số này không đến 5.000, cho nên họ không có để ý đến cái việc mà mất công ăn việc làm, và họ cho rằng như vậy thì vấn đề Brexit sau ngày 29 tháng 3 sang năm, tức năm 2019, thì công việc sẽ xảy ra tương đối bình thường, rồi sau đó có 2 năm chuyển tiếp. Và sau 2 năm chuyển tiếp thì mọi việc sẽ trở lại như cũ, và có thể sẽ có một cái job mất đi, nhưng mà có thể sẽ có một số job ngược lại, tức từ Liên Âu người ta phải chuyển một số công việc về phía Anh và ngược lại, thì đó là một cái việc họ cho rằng là bình thường và họ không có sợ về cái chuyện Brexit sẽ ảnh hưởng đến ngành tài chính của nước Anh, thưa quý vị. Thưa quý vị, bước sang một bản tin liên quan đến cái cuộc chiến về vấn đề mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Liên Âu. Thì thưa quý vị, một nhóm người Liên Âu đang lên đường sang Hoa Kỳ để có những cái cuộc thỏa thuận đây. Ngày hôm nay Liên Âu kêu gọi Hoa Kỳ là phải nên giảm bớt cái số tiền thuế áp đặt lên thép và nhôm trước khi đôi bên cùng họp với nhau để giảm thuế xuống. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan. Thưa quý vị, Liên Âu cũng có vẻ như là đã thấm đòn trước những cái đe dọa về chiến tranh mậu dịch của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ trước hết đánh thuế nhập đội lên thép và nhôm nhập cả từ Liên Âu. Rồi giờ đây Hoa Kỳ đe dọa rằng là sẽ đánh thêm thuế nữa về xe hơi, và Liên Âu đang đưa ra một phái đoàn sang Hoa Kỳ trong ngày hôm nay để họp với là Hoa Kỳ và nghiên cứu về làm sao để chấm dứt cuộc chiến tranh mậu dịch nói trên. Có nghĩa là họ muốn Hoa Kỳ phải đi bước trước bằng cách rằng Hoa Kỳ sẽ ngưng lại và bãi bỏ cái thuế nhập đội thép và nhôm trước khi Liên Âu nói chuyện với là Hoa Kỳ về việc này. Thì Bộ trưởng Bộ Tài chính của Liên Âu sẽ đi cùng với ông coi như là Thủ tướng của Liên Âu, ông Juncker. Ông Juncker thì được giữ chức vụ là Chủ tịch Ủy ban Hành chính của Liên Âu, được coi như là Thủ tướng, thì tương đương với chức vụ Thủ tướng tại các quốc gia khác. Hai người này sẽ đến cùng phái đoàn nữa và sẽ gặp các phái đoàn tương đương của Hoa Kỳ, trong đó có cả ông Trump, để bàn về việc này. Và điều kiện tiên quyết mà họ bàn đến, tức là Hoa Kỳ phải hủy bỏ cái thuế mậu dịch giữa thép và nhôm trước, rồi sau đó đôi bên sẽ bàn về các cái loại thuế mậu dịch khác trong tương lai. Có vẻ như rằng hiện nay thì Hoa Kỳ cũng có nhượng bộ ít nhiều, bởi vì ông Mnuchin trong cái hội nghị tài chính về G20 đã nói với Liên Âu rằng chúng tôi muốn tự do mậu dịch với quý vị, nhưng mà nước Pháp đã trả lời tại hội nghị G20 rằng là họ sẽ không có từ thương thuyết với Hoa Kỳ chừng nào mà Hoa Kỳ chưa bỏ cái thuế mậu dịch thép và nhôm mà họ đã áp đặt từ hồi 1 tháng 6 cho đến nay, thưa quý vị. Vâng, và thưa quý vị, cũng với cái nhìn có vẻ như là nhiều thiện cảm hơn trong cái cuộc họp giữa Liên Âu và Hoa Kỳ, thì thưa quý vị, cái thị trường chứng khoán thế giới cũng đã có một phần nhích lên, tại vì cuộc họp chắc chắn là sẽ mang lại những cái thông tin tốt. Thị trường đặc biệt là bên Á Châu cũng tăng nhẹ theo cái thị trường của Hoa Kỳ và Âu Châu. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan. Thưa quý vị, trước cái phản ứng của Hoa Kỳ về vấn đề đề nghị tự do mậu dịch giữa Liên Âu với Hoa Kỳ, cũng như phiên họp của Liên Âu và Hoa Kỳ sẽ được bắt đầu hôm nay, khi một phái đoàn của chính phủ Liên Âu đi với là các cái nhân vật quan trọng trong Bộ Tài chính cũng như các thương gia đi sang họp với Hoa Kỳ trong ngày hôm nay.
Thì thưa quý vị, thị trường chứng khoán châu Á tương đối tốt đẹp, chỉ số châu Á và Thái Bình Dương MSCI đã tăng lên đến 0.2% trong ngày hôm nay. Và ngày hôm trước chỉ số này cũng đã tăng rồi sau khi Trung Hoa công bố một biện pháp tài chính để đối phó với tình hình bất ổn trên thị trường. Chỉ số Thượng Hải SSEC cũng không thay đổi bao nhiêu, trong khi đó chỉ số Hồng Kông Hang Seng tăng 0.8%, chỉ số COSPI của Nam Hàn mất 0.4%, trong khi Nikkei của Nhật Bản tăng 0.4% hôm qua. Và có vẻ như hôm nay nữa, SP500 của Hoa Kỳ đã tăng đến mức cao nhất kể từ mùng 1 tháng 2. Ngày hôm nay thì chúng tôi chưa có nhận được bản tin này, có vẻ như là chúng tôi hơi trễ nại trong cái vụ này thưa quý vị. Vâng, và thưa quý vị, nói về cái cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng cũng như là của Liên Âu đó, châu Âu, thì các cái nông gia của Hoa Kỳ cũng là những cái thành phần nạn nhân trong cái cuộc đụng độ này. Vì vậy, Tổng thống Trump cho biết là sẽ dùng đến 12 tỷ Mỹ Kim để có thể tài trợ cho những nông gia bị thua lỗ trong cái cuộc tranh chấp về vấn đề mậu dịch này giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa và Liên Âu. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan. Thưa quý vị, cuộc chiến tranh mậu dịch đã đem lại việc tăng thuế mậu dịch cho cả hai bên. Phía Trung Hoa đã tăng thuế mậu dịch lên các nông sản của Hoa Kỳ, phía Hoa Kỳ tăng thuế mậu dịch lên các cái công ty lo về vấn đề kêu là sử dụng những cái bản quyền trí tuệ là việc chính, và vì vậy cho nên hai bên không có bên nào nhượng bộ bên nào. Các nông gia Hoa, chính phủ của thưa quý vị, của Trung Hoa đã đánh thuế lên các cái nông sản của Hoa Kỳ để hy vọng rằng các nông dân ở trong các cái tiểu bang mà lo về nông sản đó sẽ làm áp lực với chính phủ Hoa Kỳ. Thì rõ ràng như vậy thưa quý vị, nông gia mất tiền và chính phủ Hoa Kỳ đã có tiếng nói. Ông Trump nói rằng ông sẽ dùng 12 tỷ đô la để tài trợ cho các nông gia bị kẹt thua lỗ trong cuộc chiến tranh mậu dịch của Hoa Kỳ hiện nay. Tại sao ông phải làm như vậy? Thưa quý vị, sở dĩ ông phải làm như vậy là vì cuộc chiến tranh mậu dịch vẫn đang còn tiếp diễn và sẽ đều đưa đến thiệt hại cho cả đôi bên. Những cái bên nào cũng bị thiệt hại cả, và bên nào mà nhiều vốn thì sẽ sống còn, bên nào ít vốn sẽ đầu hàng trước. Và Hoa Kỳ là một quốc gia mạnh nhất, chắc chắn Hoa Kỳ sẽ sống còn. Do đó ông Trump đã điều khiển cái việc làm êm dịu trong nước bằng cách đưa ra 12 tỷ đô la để tài trợ cho các nông gia bị thua lỗ để họ khỏi kêu ca trong khi chờ đợi người Trung Hoa thối lui. Thì đó là một cái chiêu mới nhất trong tình hình hiện nay. Ông Trump đã công bố tin này trong khi ông đi đến thị sát và ủng hộ bầu cử cho một cái số đảng viên ở tại các cái thành phố cũng như những địa bàn then chốt của Hoa Kỳ đối với đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Và thưa quý vị, trong cái cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng thì bên Trung Cộng ngày hôm nay cũng xác nhận là cái vấn đề mà công ăn việc làm của người dân ở tại bên Trung Cộng cũng đã bị chao đảo bởi ảnh hưởng của cái vấn đề cuộc chiến mậu dịch này. Mời anh Phạm Cơ. Thưa quý vị, cuộc chiến mậu dịch đã đem lại những cái thua lỗ cho cả hai bên. Phía Hoa Kỳ thì các nông gia thua lỗ. Phía Trung Hoa thủ nhận rằng công ăn việc làm tại các thành phố đã bị chao đảo do việc chiến tranh mậu dịch, làm cho người ta không bán được hàng hóa sang Hoa Kỳ, người ta phải sa thải nhân viên, và vì vậy cho nên đang thất nghiệp gia tăng. Và Trung Hoa đang vận động những cái người công nhân ở thành phố trở về thôn quê để làm những cái việc khác ở thôn quê nhằm bảo đảm được cái tỷ số thất nghiệp không có được tăng lên. Thì đó là những cái hiện tình của Trung Hoa. Tuy nhiên ai cũng biết rằng điều này rất là khó khăn, bởi vì những cái người mà đã từng ra khỏi thôn quê rồi, họ không thể nào trở lại thôn quê để mà làm việc lao động như trước nữa. Thì tuy nhiên người Trung Hoa vẫn phải nói để làm êm bụng nhiều người, nhưng mà đó là một sự thật mà Hoa Kỳ hiện nay đang áp lực và áp đặt lên Trung Hoa rất là nặng nề. Thưa quý vị, quay sang một bản tin khác liên quan đến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gửi đi một bức thư riêng cho ông Tổng thống vừa mới đắc cử của Mỹ Tây Cơ và kêu gọi bên đó là phải nên nhanh chóng để có thể giải quyết cái hiệp ước NAFTA. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan. Thưa quý vị, sau khi ông Obrador gửi thơ cho ông Trump thì ông Trump đã điện đàm rồi gửi một bức thư trở lại cho ông López Obrador, tân tổng thống đắc cử của Mexico, để kêu gọi hai bên nhanh chóng kết thúc hiệp ước NAFTA để đôi bên cùng có lời. Đó là lời tuyên bố của ông Trump. Tuy nhiên ông Trump đã nói rõ ra rằng là cái việc nhanh chóng này có thể sẽ đưa lại lời cho Mexico, nhưng mà có thể phải theo một cái đường hướng nào đó mà Hoa Kỳ và Mexico phải tìm cách giải quyết.
Thưa quý vị, trong tuần này, một phái đoàn Mexico, trong đó sẽ có một đại diện của tân tổng thống đắc cử ông López Obrador đến để thương thuyết về hiệp ước NAFTA ở tại thủ đô Washington cùng với phái đoàn Canada và phái đoàn Hoa Kỳ. Thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình Top News của Đài VIETV Network, và đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình trong giây lát để gửi tới quý vị phần bảo trợ thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Cảm ơn quý vị rất nhiều.